Ở đâu ạ? Trà Vinh. Không có thứ. Tôi gọi khác không? Dạ. Tối ngày 10 tháng 8, đại diện Phòng Tham mưu Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây tổ chức hoạt động môi giới mại dâm cho tiếp viên hàng không, người mẫu ảnh. Phòng PC02 đang tạm giữ Võ Thị Mỹ Hạnh, 26 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, để điều tra về hành vi môi giới mại dâm. Hạnh từng là tiếp viên hàng không của hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines và đã nghỉ việc từ ngày 5 tháng 10 năm 2022. Theo điều tra, Hạnh xây dựng hình tượng cô gái trẻ thành đạt trên mạng xã hội với hơn 300.000 lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Hiện Hạnh quản lý trên 30 gái bán dâm, trong đó có các nữ tiếp viên của nhiều hãng hàng không Việt Nam như Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Vietjet và nhiều hot girl, người mẫu ảnh nổi tiếng với giá bán dâm từ 1.000 đến 3.000 đô la Mỹ một lượt. Ngày 9 tháng 8, phòng PC02 chủ trì phối hợp công an quận 1 triệt phá đường dây, kiểm tra khách sạn A25 trên đường Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1, đồng thời tạm giữ Hạnh do có hành vi môi giới mại dâm cho 4 cô gái bán dâm đến khách sạn trên để bán dâm cho khách. Cụ thể, công an phát hiện A, 31 tuổi, tiếp viên hàng không hãng Bamboo Airways, T, 27 tuổi, tiếp viên hàng không hãng Vietjet Air, V, 28 tuổi, tiếp viên hàng không Bamboo Airways, và N, 30 tuổi, hot girl, người mẫu ảnh, đang thực hiện hành vi bán dâm cho khách. Tại cơ quan công an, 4 cô gái bán dâm khai nhận được Hạnh môi giới đi bán dâm tại khách sạn trên với giá 1.000 đô la Mỹ đến 3.000 đô la Mỹ một lần và thừa nhận hành vi phạm tội. Số tiền bán dâm một lần khoảng 27 triệu, khách đi qua đêm với giá khoảng 60 triệu. Hạnh thu tiền trực tiếp qua chuyển khoản của khách mua dâm và chuyển trả cho gái bán dâm mỗi lần môi giới thành công. Hạnh được hưởng 7 triệu đồng một lần môi giới. Ngoài việc môi giới mại dâm, Hạnh còn trực tiếp tham gia bán dâm cho các đại gia tại địa bàn Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa, Vũng Tàu.